Câu chuyện của Đức Chúa Trời, David và Goliath. Một phần trong câu chuyện của Đức Chúa Trời kể về David chiến đấu với Goliath. Câu chuyện bắt đầu thế này. David là con út trong gia đình có 8 anh em. Công việc của cậu là chăn chiên, nghĩa là cả ngày ở ngoài đồng trông chừng bầy chiên ăn cỏ và lăn lộn trong đám cỏ. Trong khi đó, một số các anh của David thì gia nhập quân đội Israel để chuẩn bị chiến đấu với quân Philistine. Quân Philistine là một trong những quân đội mạnh nhất mà Israel phải chiến đấu. Một ngày nọ, vâng lời cha, David đem thức ăn đến cho các anh. Nhưng khi đến nơi, các anh lại nổi giận, trách David sao không ở nhà chăm sóc bầy chiên mà lại đến đây để xem chiến tranh làm gì. Nhưng vì David biết trong lòng rằng cậu đang vâng lời cha và không cảm thấy buồn khi bị hiểu lầm. Dù vậy, trong khi David ở đó, cậu có nghe một gã Philistine khổng lồ cao hơn 2m7 bước ra đồng trũng giữa hai đạo quân. Gã ta mặc áo giáp, đội mũ đồng và cầm binh khí vừa to vừa nặng. Tên gã là Goliath, là một võng sĩ. David phát hiện rằng cứ mỗi sớm mai Goliath đều đi ra như vậy trong suốt 40 ngày qua. Và nói, hãy chọn một người trong các ngươi ra đây đặng chúng ta chiến đấu cùng nhau. Nhưng chẳng ai trong Israel đủ can đảm ra chiến đấu với hắn, kể cả nhà vua. Và David không thích gã khổng lồ này cứ đe dọa quân Israel như vậy. Vì dù sao họ cũng là thành viên trong gia đình đặc biệt của Đức Chúa Trời. Và bởi vì Chúa ở cùng với dân Israel, nên đáng ra họ phải mạnh dạn trong lúc này. Vậy, David chẳng phải là một chiến binh thực thụ, lại thưa với vua rằng, con sẽ chiến đấu cùng hắn. Bấy giờ, vua nghĩ David quá nhỏ, nhưng vua rất muốn có ai đó chiến đấu với Goliath mà không có ai cả. David biết cậu sẽ không đủ mạnh mẽ để đánh với Goliath, nhưng David tin Chúa sẽ ở cùng cậu ấy. Cho nên David nói, Chúa sẽ giải cứu con khỏi tay gã Philistine này. Vua hy vọng David đúng, rồi còn đem vũ khí của mình và áo giáp mặc cho David. Nhưng chúng không vừa với cậu ấy. David quyết định ra chiến trận với trang phục bình thường của mình. Điều đó cho thấy cậu ấy chắc chắn rằng Chúa sẽ giúp cậu ấy. David bước tới con suối gần đó, chọn lấy 5 hòn đá bóng loáng để dùng với trành ném đá, rồi bước ra chiến trận gặp Goliath khổng lồ. Khi Goliath thấy David trông thật yếu ớt, nhỏ bé thì hắn nổi giận. Hắn nghĩ hắn sẽ chiến đấu với một chiến binh mạnh mẽ nhất của Israel. Hắn nói với David, ta há là một con chó hay sao mà ngươi cầm gậy đến cùng ta? Ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và các loài thú hoang. David trông có vẻ yếu ớt, nhỏ bé đấy, nhưng thật sự cậu ấy rất dũng cảm. Rõ ràng cậu ấy dũng cảm đến nỗi khi cậu chăm sóc đàn chiên, cậu đã đánh đuổi gấu và sư tử tấn công. Bởi vì Chúa đã giúp David bảo vệ bầy chiên, nên cậu ấy biết rằng Chúa cũng sẽ giúp cậu ấy bảo vệ gia đình đặc biệt này. David nói, ngươi đến cùng ta bằng gươm, nhưng ta đến cùng ngươi trong danh Chúa quyền năng. Cậu nói với Goliath rằng Đức Chúa Trời mạnh hơn bất cứ điều gì. Cậu cũng nói thêm rằng cậu sẽ ban thay của Goliath cho chim trời. Lời đó khiến gã Goliath càng tức giận hơn nữa. Nói rồi David lấy một viên đá, đặt vào trong trành và ném vào Goliath. Đến nỗi Goliath chẳng kịp rút gươm ra và đánh trả, bởi vì hòn đá trúng thẳng vào trán và lún sâu vào đầu của hắn. Mặt hắn cắm thẳng xuống đất. Chẳng ai tin điều đó có thể xảy ra. Rồi David chạy đến gần, cầm gươm khổng lồ lên, rút nó ra khỏi vỏ, cắt đầu Goliath. Và David mang đầu của Goliath về Jerusalem. Và khi quân đội Philistine biết Goliath đã chết, chúng chạy trốn như một lũ mèo hoảng sợ. Quân Israel họ hét đuổi theo quân Philistine vì họ đã chiến thắng. Đức Chúa Trời đã dùng David là một thiếu niên để giải cứu dân của Ngài. Đó là câu chuyện của David và Goliath. Trong trường hợp không bắt kịp câu chuyện, đây là phần tóm lược. David là một người chăn chiên. Cậu mang thức ăn trưa đến cho các anh. David nhìn thấy Goliath. Goliath chẳng sợ một ai. David không sợ Goliath. Cậu ấy biết là Đức Chúa Trời mạnh hơn. David đã chiến đấu với Goliath. Cậu dùng một hòn đá. Chúa đã giúp cậu giết được Goliath. Quân Israel chiến thắng. Dân sự của Chúa được giải cứu. Và đó là một phần trong câu chuyện của Đức Chúa Trời.